đứng trước biển Nha Trang chiều nay. Ngoài trời là mưa gió nhẹ, nhưng mặt biển rất là êm. Để bảo vệ môi trường, các bạn biết Tuyên như thế nào không? Tuyên không có giặt quần áo, mà Tuyên mặc quần áo xuống biển, cho nước biển làm cho nó sạch, xong rồi Tuyên đem lên bờ, Tuyên phơi nắng là nó khô ráo. Nên Tuyên không muốn xài xà bông bột giặt gây ô nhiễm môi trường lắm. Oh, người cá Helen, chào bạn. Bạn chưa biến hình người cá nữa. Giới thiệu với mấy bạn, người cá Helen đang tại biển Nha Trang cùng với Tion nha. Helen mặc đuôi cá vô đi rồi xuống biển chơi luôn hả? Helen. Dạ. Em hãy phát biểu cảm nghĩ của em sau khi nhận được bằng lặn biển quốc tế Body. Hay quá, nghe bạn Helen nói xong mà hả, tôi té xuống nước luôn, ướt hết người luôn rồi các bạn. Rồi, vậy thì em có nhớ nhiệm vụ của mình là gì không khi trở thành người cá? Bảo vệ môi trường để cho được tươi xanh sạch đẹp. Đúng rồi. Vậy bây giờ em còn có ý định là để cho mọi người tự ý vứt rác ra môi trường không? Vậy thì em sẽ làm sao? Em sẽ nói với mọi người để cho mọi người không xả rác. Đúng rồi, bạn Helen mới là 9 tuổi thôi đó nha, mà có ý thức bảo vệ môi trường ghê chưa các bạn? Không ngờ chỉ có vài năm thôi mà Nha Trang bây giờ phát triển đô thị ghê chưa? Nhà cao chọc trời như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xử lý hệ thống thông thoát nước cống rãnh. Hy vọng là môi trường sẽ được bảo vệ tốt hơn khi các người cá đã xuất hiện nhiều hơn và được đào tạo bài bản chuyên nghiệp hơn tại Nha Trang, nơi duy nhất có thể cấp bằng lặn biển quốc tế của Body. Và Helen là người cá đầu tiên mà Tion vừa huấn luyện xong. Người cá Helen bơi lại nè, giao lưu nè. Đó. Ngầu chưa mấy bạn? Hot chưa mấy bạn? Rồi, tiên cá bơi lại rồi đó. Rồi. Tiên cá nói gì với mấy cô chú đi? Nó bơi giỏi quá nha. Nói mấy cô chú đừng vứt rác xuống biển nha. Rồi, vứt rác xuống biển là con bị tiệt chủng luôn á. Rồi xong, bơi về biển cho mấy cô chú coi. Bơi thẳng qua đảo luôn. Bơi thẳng hả? Ừ, bơi thẳng ra phía trước. Bơi chứ nè. Kêu nó hả? Giỏi không? Cái này đã. Bạn ấy lặn độ sâu 10 mét rồi. Bây giờ bạn ấy không còn sợ cái gì nữa luôn. Thôi chắc mình kêu bạn ấy về đi ha. Thôi, Tiên cá ơi. Tiên cá đừng đi nữa. Về đất liền đi, được rồi Tiên cá. Lặn về đi. Nước biển này sâu ghê luôn ta. Tôi mà rớt điện thoại là hư liền luôn đấy. Các bạn nhớ bảo vệ môi trường nha. Ngầu chưa? Ok.
đã ra đây còn chán. Người cá Helen giờ mà thả ra biển là bơi luôn, bơi đi khỏi kêu về luôn á, không ai kêu là nó đi luôn đó mấy bạn, ghê thiệt. Cháu bao tuổi rồi? Cháu bao tuổi rồi? Dạ 9 tuổi. Ôi trời dạy nhé. Mới lấy xong bằng lặn biển quốc tế của Mỹ xong. À, thế à, ôi trời thế quá giỏi. Bằng của ba đi. Thế quá giỏi rồi. Bây giờ người cá Helen được giao lưu luôn nha. Mấy cô chú là muốn chụp ảnh chung với Helen kỷ niệm luôn nha các bạn ơi. Rồi nha. Ba cái rồi vô nha. À, đi để chụp nha.